Nếu đang có những ngày nhàm chán, cần tìm niềm vui từ phim ảnh thì chắc chắn bộ phim One Cut of the Dead, tạm dịch là Quay Chúa Chết, sẽ không làm bạn thất vọng. Mặc dù lấy chủ đề sắc sống kinh dị, nhưng One Cut of the Dead lại là một bộ phim hài chính hiệu, khiến bất kỳ khán giả nào cũng cười nghiêng ngả và không thể rời mắt khỏi màn hình. Với 3 triệu yên, tương đương hơn 600 triệu Việt Nam đồng cho kinh phí sản xuất, bạn nghĩ bộ phim độc lập từ một đạo diễn không tên tuổi sẽ có thể thu về lợi nhuận bao nhiêu? Lỗ toàn tập vừa đủ bù chi phí hay đạt doanh thu nhỉnh hơn kinh phí một chút? Tất cả đều không đúng với One Cut of the Dead khi sự thành công của bộ phim thực sự là một phép màu. Bạn có tin vào con số lợi nhuận gấp 1.010 lần kinh phí không? Chi phí bỏ ra là 3 triệu yên, nhưng đoàn làm phim đã đoạt doanh thu khổng lồ là 3,03 tỷ yên. Không dừng lại ở đó, phim còn được giới phê bình đánh giá cao khi giành 27 giải thưởng điện ảnh trong và ngoài nước, đồng thời nhận được tỷ lệ đạt 100% trên website đánh giá tổng hợp Rotten Tomatoes. Làm cách nào mà một phim độc lập kinh phí thấp, cả đạo diễn lẫn diễn viên đều không tiếng tăm, chủ đề zombie cũng không mới mẻ, lại vượt ngoài mong đợi trở thành bộ phim siêu lợi nhuận? Hãy cùng với phim tìm hiểu lý do cho sự thành công này nhé! Trước tiên, hãy cùng chúng mình tìm hiểu câu chuyện mà One Cut of the Dead muốn kể cho khán giả. Nhắc đến phim zombie, ắt hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến thảm họa khốc liệt của loài người, cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở trước lũ xác sống, cùng những cảnh phim khiếp đảm khiến người xem sợ hãi. Ở đây chúng mình không đề cập tới cù lao xác sống nhé. Thế nhưng, One Cut of the Dead lại thổi một làn gió hoàn toàn mới cho dòng phim. Thay vì mang đến sự hồi hộp, lo lắng hay những giọt nước mắt, bộ phim lại mang tiếng cười đầy sảng khoái trong từng phân cảnh. One Cut of the Dead bắt đầu với một đoàn làm phim đến một nhà máy bỏ hoang để thực hiện một bộ phim zombie. Sau 42 lần quay phim không thành, đạo diễn nổi giận và cả đoàn làm phim tạm dừng quay phim. Trong khi trợ lý và diễn viên đang kể cho nhau về những bí ẩn trong khu nhà máy, vốn là nơi quân đội Nhật làm thí nghiệm lên con người, những zombie thật sự đã xuất hiện, mở đầu cho cuộc chạy trốn vừa rùng rợn vừa hài hước phía sau. Điều đặc biệt là khi cả đoàn làm phim phải tìm cách trốn thoát khỏi zombie, tay đạo diễn lại bất chấp vác máy để bắt chọn những khoảnh khắc chân thật nhất. Đây đồng thời cũng là ý nghĩa của tên bộ phim One Cut of the Dead, Quay Chúa Chết. Là dù có đứng trước ngưỡng cửa cái chết, đạo diễn cũng không ngừng quay. Để biết được vì sao One Cut of the Dead lại được yêu thích đến vậy, hãy cùng đào sâu hơn về những yếu tố thu hút của bộ phim và câu chuyện hậu trường phía sau. Đầu tiên là sự pha trộn thể loại độc đáo. Lấy chủ đề zombie, tạo hình máu me và xen lẫn những tình huống éo le từ đoàn làm phim, One Cut of the Dead đã kết hợp yếu tố kinh dị và yếu tố hài hước một cách tài tình, khéo léo. Hai thể loại này không tách rời nhau theo thời lượng của bộ phim mà đan xen ngay từ những phân cảnh đầu tiên có sự xuất hiện của zombie. Diễn viên trong đoàn phải liên tục ứng biến với những chi tiết nằm ngoài kịch bản, hoang mang vì không biết họ có đang đối diện với zombie thật hay không. Trong tình huống sinh tử ấy, thay vì đoàn kết để trốn thoát khỏi khu nhà máy đầy những zombie, tay đạo diễn trong phim lại chọn một lối đi riêng, ngang nhiên cầm máy quay và hô action và chạy theo màn rượt đuổi cam go của nữ chính, hòng quay được biểu cảm sợ hãi khiến khán giả vừa bực vừa buồn cười. Không chỉ vậy, nét độc đáo và mới mẻ trong bộ phim còn nằm ở phương thức phim lồng phim, khi mà sự kết hợp của 37 phút đầu tiên và một tiếng phim còn lại đã tạo nên một hành trình làm phim gian nan mà cũng đầy cảm động. Khán giả không chỉ theo dõi trọn vẹn một bộ phim mà còn có cơ hội tham gia vào quá trình sản xuất behind the scenes để hình dung ra cách bộ phim ấy được thực hiện cũng như cách đoàn làm phim giải quyết những sự cố phim trường. Điều này mang lại cho người xem cảm giác vừa được thưởng thức, vừa được tham gia vào quá trình sáng tạo. Đến đây hẳn các bạn đã nhận ra cú twist ngoạn mục trong One Cut of the Dead đến từ sự lồng ghép giữa những cảnh quay one take ở đầu phim với chính phần behind the scenes của cảnh one take đó. Chắc hẳn trong 30 phút đầu tiên, khán giả ít nhiều sẽ thấy bộ phim không quá hấp dẫn do thiếu đầu tư trong trang phục, hóa trang, bối cảnh cộng với những cliché đã quá quen thuộc trong phim xác sống. Thế nhưng, khi đã vượt qua được cửa ải là 30 phút này, bạn sẽ dần nhận ra chủ đích thiên tài của đạo diễn. Bởi 30 phút bạn vừa xem thực chất không phải là nội dung chính của bộ phim mà chỉ là một mở đầu đầy kịch tính cho câu chuyện hậu trường sắp sửa được kể lại sau đó. Tất cả những tình tiết vô lý ở đầu phim té ra đều là những chi tiết được cài cắm một cách tỉ mỉ và có mục đích. Trong một tiếng tiếp theo, đạo diễn Ueda sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc của khán giả từ việc vì sao các lời thoại được lặp lại nhàm chán như vậy, những xác sống nôn mửa có ý nghĩa ra sao, đến kỹ năng tự vệ giúp ích gì, tại sao những cảnh phim lại rung lắc và được quay thiếu kinh nghiệm như vậy. Không chỉ vậy, phần behind the scenes còn bao gồm những phân đoạn dở khóc dở cười về mối quan hệ giữa đội ngũ sản xuất của bộ phim, mối quan hệ gia đình, thần tượng. Đó là một gia đình ai nấy đều lận đận trên con đường làm phim. Ông bố là một đạo diễn có châm ngôn, nhanh bổ rẻ, quay những quảng cáo rẻ tiền. Người mẹ quá nhập vai mà làm gãy tay bạn diễn và chấm dứt sự nghiệp diễn viên. Hay cô con gái vì cái tôi quá mạnh mà chưa tìm được bến đỗ. Đó là đoàn làm phim đầy những bất ổn vì sự cố đau bụng, say xỉn, tai nạn dẫn đến thiếu diễn viên và còn phải ứng biến quá nhiều những tình huống kỳ cục.
đó cũng là câu chuyện về ngành giải trí với những người nổi tiếng không giống như hình tượng trên màn ảnh, cùng những nhà sản xuất luôn đưa ra những đòi hỏi quá xa vời. Để rồi cuối cùng, phim đem đến cho tất cả nhân vật và khán giả xem phim một cái kết có hậu, sự thành công đầy trọn vẹn của bộ phim. Nếu như bạn có chút khó hiểu với trải nghiệm 37 phút đầu của bộ phim với diễn xuất thiếu tự nhiên và góc máy rung lắc, thì trên thực tế đây lại là một nỗ lực tuyệt vời nhất của cả đoàn phim. Thông thường, One Take là một kỹ thuật quay phim rất khó thực hiện với các đội ngũ sản xuất phim. Đây là kỹ thuật giúp các cảnh phim được liền mạch, chân thực và lôi cuốn khán giả đi theo cảm xúc của nhân vật. Trong One Cut After Death, kỹ thuật này đã được áp dụng một cách tuyệt vời đến nỗi khi bộ phim được công chiếu tại Liên hoan phim Viễn Đông ở Ý, khán giả đã hoan nghênh nhiệt liệt bằng những tràng vỗ tay không ngừng nghỉ. Để đạt được cảnh One Take dài 37 phút, cả đoàn phim đã phải luyện tập vô cùng kỹ càng đến độ thuần thục, các diễn viên phải phối hợp nhịp nhàng, quay phim cũng phải được tính toán cẩn thận để đem lại những góc quay thoáng và chuyển bối cảnh liên tục. Đạo diễn Ueda cũng chia sẻ để đạt được thành công này, quá trình thực hiện phim vô cùng ngặt nghèo. Tất cả kỹ thuật, quay phim, đánh sáng, thu thanh sẽ được thực hiện không ngắt quãng. Các diễn viên cũng phải diễn liên tục không ngừng, mọi người đều phải chung sức để hoàn thành một cảnh phim. Sự thành công của cảnh One Take ấy đã được thể hiện rất rõ trong bộ phim. Chỉ một cú máy, nhưng bộ phim đã thể hiện vô cùng xuất sắc các lớp tình huống đan xen và chuyển cảnh bất ngờ mang đậm chất hài pha kinh dị, gây ấn tượng mạnh mẽ cho cả giới chuyên môn và khán giả đại chúng. Bên cạnh đó, một trong những lý do khiến One Cut After Death thành công đến vậy chính là cách bộ phim tôn vinh điện ảnh, tôn vinh những thành viên trong đoàn làm phim đã cống hiến và nỗ lực không ngừng để tạo ra những sản phẩm nghệ thuật tuyệt vời mang đến cho công chúng. One Cut After Death đã khai thác câu chuyện hậu trường của một bộ phim zombie, cách từng cá nhân nhỏ đóng góp vào một tổng thể to lớn, giúp khán giả hiểu được rằng quá trình làm phim sẽ có thể xảy ra rất nhiều sự cố bất ngờ. Mâu thuẫn giữa các thành viên trong đoàn làm phim, tai nạn phim trường, thay đổi kịch bản, sự cố kỹ thuật. Khi ấy, điều tuyệt vời nhất của điện ảnh chính là sự gắn kết tất cả những con người tưởng chừng như xa lạ với nhau để trở thành một tập thể thống nhất để tạo ra một đứa con tinh thần chung là bộ phim. Nhìn ở một góc độ khác, ngay từ tiêu đề, phim cũng đã giới thiệu hai tham vọng của đạo diễn Ueda. Một là One Cut, thực hiện một cảnh quay dài ấn tượng, và hai là After Death, tái hiện sự quên mình vì nghệ thuật. Hai tham vọng này đã đạt được trọn vẹn trong thời lượng 1 tiếng 36 phút của phim. Xuyên suốt bộ phim, chúng ta thấy được hình ảnh một đạo diễn dùng hết khả năng để hoàn thành một tác phẩm dường như không tưởng. Đó là một cảnh One Take dài 37 phút được thực hiện với một lần duy nhất giữa lúc livestream, trong khi diễn viên thì không hợp tác, còn nhà sản xuất thì liên tục tạo sức ép. Để rồi cuối cùng, vị đạo diễn ấy cũng giành được thành công mỹ mãn. Có lẽ ở khía cạnh nào đó, nhân vật này đã phần nào tái hiện chính đạo diễn Ueda. Cảnh phim cuối cùng, khi tất cả mọi người cùng nhau cố gắng để hoàn thành bộ phim một cách trọn vẹn, là cảnh phim ý nghĩa và giàu cảm xúc nhất. Từ đạo diễn, chỉ đạo sản xuất đến kỹ thuật viên cùng dàn diễn viên đều hy sinh, xếp chồng lên nhau để thực hiện một điều không tưởng là tạo ra cầu quay phim để thực hiện đoạn kết. Liên tục vấp ngã, bị áp lực thời gian, nhưng tất cả hòa vào làm một để đem lại cảnh phim chân thực nhất. Họ làm việc một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp, dù có những tranh cãi, bất hòa tưởng chừng như muốn bỏ quay, nhưng đến cuối cùng, ai cũng thực hiện phần tốt của mình để hái ra quả ngọt. Phim cũng đã gửi gắm một thông điệp là thành công của một ekip làm phim đôi khi không phải là doanh thu, thành tích sau công chiếu mà là tiếng hô cắt của đạo diễn. Và bộ phim được thực hiện một cách trọn vẹn. Hạnh phúc đó chỉ những người làm phim mới thực sự hiểu thấu. Sự thành công của One Cut After Death đã chứng minh rằng một bộ phim dù được đầu tư kinh phí thấp vẫn có thể thu về lợi nhuận khủng khi đạo diễn và đoàn làm phim thực sự nhiệt huyết và có tình yêu với nghề. Phép nhiệm màu trong One Cut After Death đã trở thành một bài học và động lực to lớn cho những đạo diễn phim độc lập để họ tự tin tiếp nối thành công này và sản xuất những bộ phim tuyệt vời trong tương lai. Từ đó, truyền tải đúng thông điệp từ tên gốc của bộ phim Camera World Terminal, không được dừng máy quay. Còn các bạn thấy sao về bộ phim này? Comment cho chúng mình biết nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của phim. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.